Tại Thành ủy Long Khánh, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc điều động đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Thành ủy Long Khánh. Chỉ định đồng chí Đặng Minh Nguyệt tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Long Khánh nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Đặng Minh Nguyệt sẽ phát huy năng lực, trình độ, kinh nghiệm của mình, sẽ tiếp tục thúc đẩy thành phố Long Khánh phát triển vững chắc trong thời gian tới.